Rồi, hello cả nhà nha. Hôm nay mình có một con V19 Neo full box nha. Máy thanh lý cho anh em luôn, máy mới bảo hành 1 năm. Máy mới bảo hành 1 năm nha, V19 Neo. Con này màn hình Super AMOLED nha. Màn hình 6.44, Android 10 nha, RAM 8 bộ nhớ 128. Pin 4.5 và có sạc nhanh nha anh em. Rồi, cho anh em xem máy luôn. Sạc nhanh này đủ ha, V19 Neo. Kéo cáp sạc tai nghe ha, đầy đủ ha. Máy mới bảo hành 1 năm cho anh em nha. Rồi lên nguồn anh em. V19 Neo. 1919 nha anh em. Đó. Hệ thống thì đang bán con này là 6.500.000 nha anh em, 6490 nha. 6490 mà mình sẽ để anh em giá 5.200.000 thôi nha.